lá cờ trong ngày vui đại thắng. Là ngày ba nay là ngày chiến thắng miền Nam. 35 dân đầy trên sông Hàn Nội Đông. 35 dân trường hợp và đánh chiến thắng miền Đông. Miền Nam Hồ Chí Minh Vũ Đông. Có lá cờ trong ngày vui đại thắng. Là ngày ba nay là ngày chiến thắng miền Nam. 35 dân đầy trên sông Hàn Nội Đông. 35 dân trường hợp và đánh chiến thắng miền Đông. Việt Nam Hồ Chí Minh. Đại ba nay là ngày chiến thắng miền Nam. 35 dân đầy trên sông Hàn Nội Đông. 35 dân trường hợp và đánh chiến thắng miền Đông. Việt Nam Hồ Chí Minh. Đây là một câu lạc bộ nhưng bên trong còn nhiều vấn đề nghi vấn. Chúng tôi đề nghị các đồng chí tạm thời canh giữ giúp. Báo cáo các đồng chí, trong 10 ngày qua, căn nhà này rất là hỗn loạn. Chủ cũ đã bỏ đi, rất nhiều người lạ mặt không biết từ đâu đã chuyển tới đây ở. Chúng tôi đã được lệnh việc phái một tổ 3 người bảo vệ địa điểm này. Chí Quang, tổ đồng chí xuống làm nhiệm vụ. Đó. Tổ đồng chí từ giờ phút này trực thuộc đại đội, đồng thời giữ liên hệ với đồng chí Bá bên công an quận, đồng chí Mai bên văn hóa, bảo vệ an toàn địa điểm này. Rõ. Các đồng chí làm nhiệm vụ. Rõ. Đại đội trưởng nói gì thủ trưởng cũng kêu rõ rõ. Có chi mà cả đồng chí không rõ. Báo cáo có một điều cơ bản không rõ. Lại đéo rồi phải không? Báo cáo không rõ mục tiêu này là gì và tầm quan trọng của nó. Có chi mà không rõ. Đó là ngôi nhà mà chúng ta cần phải bảo vệ, không để một ai đột nhập. Rõ chưa? Rõ. Rõ. Alo, tổ 5 đây. Rõ. 54321 à. Rõ. Báo cáo. Chi nữa? Đại đội vừa gọi đến cho biết số điện thoại. Được à. Mi nhớ ghi lại cẩn thận. Rõ. Yêu cầu vào cửa ra. Mở ra. Thứ ba bà Dung Chi. Cà phê đen. Dạ. Khoan, chắc từ sáng tới giờ em chưa ăn gì phải không? cho hai ốp la. Dạ. Đêm nay lấy cho bằng được. Vì có nó, chị dư sức đưa em đi du lịch khắp thế giới để kiếm cha lý cho em nghe cưng. Tôi sợ mất bạn lắm. Vali của tôi để trong đó, tôi cũng đành chịu mất thôi. Chắc chị biết là cộng sản chiếm căn nhà đó rồi hả? Vì vậy cho nên tao mới cần mày. Mày ở đó thì mày cứ vô. Nếu họ không cho ở nữa thì đi. Còn nếu không được á thì la lên là họ ăn cướp. Đâu có được, họ sẽ bắn bể sọ liền ha. Tôi chả dại. Đâu có, họ hiền khô mà em. Nếu không được á thì mày hốt hồn một thằng rồi mình tính chuyện sau. Nguy hiểm lắm. Chị lo mà thu xếp lấy. Nếu được, tôi chỉ xin lại chiếc vali của tôi thôi. Coi chừng, nếu phản lại thì đền mạng nghe cưng. Tôi thì đâu có dám làm mà phản. Ơi, Tấm Lệ lên ăn cơm này. Trường Sơn Đông anh đi, thương em, thương em bên. Đi ra kêu hắn nhanh lên, đói dữ rồi. Ai, đứng lại. Nè, mi vào bám sát mục tiêu. Tao theo cái thang phủ lên lầu rõ chưa? Rõ. Đứng lại không tôi bắn. Cô xuống đi. Xuống. Gì kia? Cô là ai? Vô đây có việc gì? Dạ thưa các quý anh, nhà em ở trên lầu ạ. Cô cho coi giấy tờ. Dạ. Mà anh hút thuốc ạ. Cảm ơn cô. Cô cứ bình tĩnh, đừng sợ. Chúng tôi là bộ đội cách mạng, không phải như bọn nó tuyên truyền đâu. Dạ. Cô tên Hằng à? Dạ. Địa chỉ của cô không phải ở đây. Dạ thưa, em mới đi thiệt mà. Dạ, em mới dọn đến. Giấy tờ cũ ghi vậy thôi. Cô ở phòng nào? Dạ, phòng 105 ạ. Phòng 105 à? Dạ. Cô rời khỏi đây bao lâu? Dạ, em mới đi khi sáng anh ạ. Dạ, nghe tin các anh vào, em vừa chạy ngay xuống đường để chào đón các anh. Trời ơi, đông người dễ sợ đó. Chưa bao giờ em thấy một ngày đông vui như thế này. Vậy mỏi cái tay. Đây, hoa và cờ em đem về để kỷ niệm ngày vui nhất đó. Trong phòng cô có những gì? Dạ, các thứ em còn để yên nguyên trong đó mà. 2 chiếc vali, 1 con vẹt và 1 con vẹt rê. Anh Quang này. Ừ? Cô ở đây thật đấy. Dạ bây giờ các anh cho em lên lầu chứ ạ. Không được. Chưa có lần trên, không ai được vô đây. Mời cô ra. Xong chưa? Xong rồi ạ. Lại đây. Đáng lẽ nó phạt vòng bay. Nhưng mà mừng chiến thắng nên tao tha. Mừng chiến thắng. Hay lắm. Quang hô được nữa tâm lý. Này, không còn chỉ đun nước hả? Nước à? Ừ. Anh chờ tí nhé. Đi lẹ lẹ lên. Nhanh lên. Đằng kia kìa, anh em mình cũng thỏa thích cả tuần không hết. Nước cay hả? Không, nước suối Vĩnh Hảo đấy. À, anh có vẻ khoái rượu lắm phải không? Có một tí cũng hay hay. Đúng rồi, mình mở tiệc rượu khao quân đi anh Quang. À, đây này, tuyệt chưa? Còn mấy hộp thịt mang ra đây mà đưa cay thì dứt trần đời rồi nghe. Ê, còn ế gì nữa. À, đây. Nào, nâng cốc mừng chiến thắng. Chúc chúng ta đạt được mọi ước mơ, đúng không? Chúc anh Quang sớm trở về trông nom vợ con, xây dựng hợp tác xã. Khi về nhớ mua cho con chiếc xe đạp để nó đi học. Đúng quá. Em mà về được Cà Mau á hả? Em dám xin cho con nhỏ chiếc xe đạp thiết là đẹp. Ôi xin ông, lại bốc rồi. Ba má mày ở cả rồi, mày chưa về quê bao giờ, kiếm đâu ra. Còn nội tôi ở đó chứ. Tao chúc mày về quê cưới vợ. Xin ông nội chiếc xe hơi. Đưa vợ mày lên thăm bọn tao. Chứ sao. Còn mày, tao chúc mày sớm trở về trường âm nhạc, tiếp tục đời sinh viên bay bổng. Ngón tay thôi bóp vào súng để lướt trên những tiếng đàn. Có phải vậy không anh Quang? Đúng. Ai cũng mong sữa, nhưng chưa được một cặp tượng à. Nào, ta hãy chạm cốc mừng nước nhà được hoàn toàn giải phóng, mừng hòa bình trên toàn thế giới. Nào, cả cốc nghe. Khoan đã. Trời ơi, tôi phục anh sát đất đấy anh Quang ạ. Một, hai, ba. 4. Hay thế. Sửa lại yên tâm. Cần tắt vô ải này. Vô đây mà không cảnh giác thì có ngày mất màn thì chẳng đùa mông. Thôi, uống đi tụi bay. Còn mấy này, ngày mai phải xin ý kiến của đại đội cho mở các phòng nhà này để kiểm tra, chứ cứ đóng im ỉm thế này thì kinh lắm. Anh Quang ơi, uống rượu vui vui không có chuyện gì khác đáng nói sao, mà cứ bàn chuyện công việc mãi thế. Nhưng mà tao vẫn cứ thắc mắc mãi về cái câu lạc bộ này, nó là cái quái chi hả? Tiếng Anh club là câu lạc bộ, A là anonymous là không tên. Nhà này là câu lạc bộ không tên. Rửa câu lạc bộ không tên. Kỳ quặc thiệt. Mà chuyện cái cô lúc chiều là thế nào vậy? Đúng cô ta ở nhà này không? Đúng đó. Tao với thằng Hà đã kiểm tra các phòng, mà chỉ có mỗi phòng đó là mở cửa. Nhưng tại sao cô ta lại ở nhà này vậy hả? Làm sao mà tao biết được? Mày đi tìm cô ấy mà hỏi. Mà o đó trông khả nghi lắm. Cả căn nhà này cũng rửa. Bây trừ thế này, tổ mình có 3 người, nhà thì rộng, lại chưa biết thật rõ là cơ quan chi của địch, nên mình phải hết sức cảnh giác. Ông nói xong chưa? Xong rồi, mi biểu sát. Vậy tôi xin tuyên bố bế mạc cuộc họp tổ 3 người. Xin mời ông dùng món lương khô này. Tao lại quên. Anh Quang này, cái cô Hằng ấy mà. Hằng mô? Cái cô Hằng mà anh không cho vô nhà đó. Ráng bọn biết việc tên nhanh rửa. Cô ta có chuyện chứ? Anh đuổi cô ấy nghĩ gì không? Nghĩ chứ. Nhưng nếu cho cô ấy vô là làm trái lệnh cấp trên. Nhưng cấp trên có ra lệnh cấm người chủ về nhà mình đâu. Mình nói chỉ là đó, cô Hằng có phải là chủ nhà mốt? Thế anh không ái ngại sao? Muốn giữ vườn rau phải xua gà, không cho gà vô vườn. Tao rửa ái ngại cũng không được. Cô ấy nói giọng Hà Nội nghe dễ thương quá mà, nên thằng Hà nó nghĩ tình đồng hương đó. Đừng có giỡn mà hóa thiệt à nghe. Tôi không đùa đâu. Chúng ta vào giải phóng, người ta ra đường mang cờ hoa, vẫy chào mình, hoan hô mình. Lúc trở về mình lại không cho người ta vào nhà nữa. Anh có thấy chướng không? Vậy nếu mi là tao thì sao? Mi dám cho vô à? Thằng Hà thì dám lắm. Nếu đại đội có phê bình nó, chắc nó lại nói là nó đã về quân khu xin ý kiến của ông già nó. Vậy là què luôn. Không được Mốt. Con hỏi ý kiến bố thì được, chứ anh tiểu đội phó đâu có quyền thịnh thì lên thiếu tướng. Anh đừng nghe thằng Minh. Anh xem 2 năm ở đơn vị, tôi có bao giờ dựa dẫm vào bố tôi đâu. Tôi thích có ý kiến riêng. Anh vẫn chưa giải đáp được thắc mắc của tôi đấy. Ôi chào, mi học rồng, mi tự giải đáp lấy. Không được, anh là thủ trưởng của tôi. Theo anh thì cô Hằng là loại người gì? Là loại người... À, mà theo căn cước thì địa chỉ không có ở đây, rửa thôi. Đúng, ngoài ra là một cô gái xinh đẹp, chẳng kém gì Văn Công ở R. Một cô gái như thế nếu gặp ở R thì lại không tranh nhau. Đúng. Đưa ba lô đây anh đeo hộ một lúc. Đưa bi đông đây anh đi lấy nước cho. Nịnh đủ điều mà người ta vẫn không khiến. Còn ở đây, cô ta kém gì ai đâu. Tại sao anh đuổi thẳng cánh? có chi là mi nín văn công vì mi biết rõ cô ấy là văn công. Đằng ni mi chưa biết rõ cô Hằng là ai, rằng mi đã vội thương vội ghét. Mi say rồi đó. Dạ, em không biết đi đâu vào giờ này ạ. Anh làm ơn. Cô không có bà con bạn bè gì hay sao? Dạ có, nhưng bây giờ dưới nghiêm rồi anh. Anh làm ơn. Thôi cô thông cảm. Cô kiếm tạm chỗ nào nghỉ cho qua đêm nay, mai sẽ hay. Anh cho em vui trong. Em đứng ngoài đường một mình, mũi quá à. Nếu được tôi đã để cô vào phòng của cô, cấm làm gì. Có mình anh, ai biết mà sợ. Một mình tôi là thế nào, còn anh em nữa chứ. Thì cứ để cho các anh ấy ngủ, anh cho em vào. Sáng sớm mai em đi liền mà. Làm thế không được đâu. Thôi cô đi đi. Có chỉ lạ không ha? Không. Đi vào đi ngủ đi, để tao thay tua cho. Anh Quang này. Chị. Cái cô Hằng lúc chiều ấy mà. Sao? Cô ấy vẫn đứng ở ngoài đó anh ạ. Là dựng sữa à? Hay là... Không được. Biết nay Giang ra sao? Vẫn thức à? Không tài nào nhắm mắt được cậu à. Mình thật không ngờ đêm nay chúng ta lại ngủ giữa Sài Gòn. Chúng ta thì được ngủ trong nhà, còn người khác thì phải ngủ ngoài đường. Mày nói gì lạ vậy? Trong trường hợp này tao thấy anh Quang đúng. Không cẩn thận họ hạ mình lúc nào không biết đó. cô Hằng. Cô lấy đắp tạm cho khỏi bụi nhé. Khuya rồi, ngủ đi Hải. Vâng. Chào cô. Bọn cô dùng nước. Cảm ơn. Bác sĩ Hoàng hẹn tôi 1 tháng 5 đúng 8 giờ trở lại. Bác sĩ Hoàng không ở đây. Dạ. Bà vui lòng về vậy. Dạ, cảm ơn quý anh. Chào bà. Dạ, thưa quý anh, xin phép cho tôi vô kiếm cô em. Em chị tên chi? Dạ, tên Hằng. Hằng à? Cô Hằng có tới đây nhưng không được phép vô nhà. Dạ, nếu vậy thì tội nghiệp cho em tôi quá. Vì bao nhiêu tài sản riêng của nó để trong đó hết. Và cho tới quần áo cũng không có để mà mặc. Mong các anh cách mạng thương giùm. Nếu không, không biết đời em tôi sống ra sao ạ. Chị là ai mà lại can thiệp vô việc nó dự sữa? Dạ, tôi là chị của cô Hằng. Vậy chị cho qua giấy tờ. Dạ, em sơ ý để quên ở nhà. Thôi, cho phép em về lấy rồi mang tới trình với quý anh. Dạ, xin cảm ơn quý anh. Dạ. Chào chị. Anh Quang này. Ừ? Xin đề nghị anh nên mềm mềm một tí. Khỏi để bà con hiểu lầm là mình cứng ngắc. Cái tính tao nào rửa. Mới nhớ nhắc tao luôn. Ở nhà tao nói chuyện về mà tao. Vợ tao cũng rửa. Vợ tao phê bình tao hoài à, mà tao đã sửa được mốt. Alo, tổ 5 nghe đây. Tổ 5 báo cáo. Mục tiêu đã được bảo vệ an toàn. Một số đồng bào xin vô nhà. Sao ạ? Rõ. Rõ. Ở đây nhiều rượu lắm. Nhưng không bằng cái món cút lùi của ta đâu à. Dạ. Dạ. Này, đại đội cho biết câu lạc bộ này rất quan trọng. Phải bảo vệ chú đáo. Lơ mơ là kỷ luật nặng đó. Chứ cũng đùa không. Cấp trên nhắc nhở anh em mình đề cao cảnh giác vậy thôi. Chứ câu lạc bộ này nặng phần ăn uống nhảy nhót. Có gì là quan trọng. Anh xem, hết ông thầy tu đến ông thầu khoán, đến bà chỉnh hình, chỉnh ngực. Thú thật tôi ớn món khách về lắm rồi. Mọi người tới đây đều có công việc cả đó. Chào giáo sư. Ngu lắm. Còn Dung rất ngu. Thưa giáo sư, trước khi Dung vào, tôi đã bí mật thuê người vào câu lạc bộ hỏi han rồi cho Dung lẫn vào trong lớp. Dù sao, cũng tránh không để lộ mặt như vậy. Dạ. Yeah. Dạ thưa giáo sư, vì con Hằng tính chuyện lấy vali ăn một mình, có lẽ là chúng ta phải làm lấy. Con Hằng có biết trong vali có gì không? Lo yên chi, ở trong chỉ có vàng bạc. Thôi được rồi, tuyệt đối không cho nó biết gì hết. Con Hằng hiện giờ vẫn được việc, khi làm xong chúng ta tính chuyện sau. Dạ. Dạ, thưa bác sĩ cần gì không ạ? À? Không. Nhưng chúng ta phải tiến hành gấp lúc bọn chúng mới vô, còn đang bê bối. Dạ, chúng tôi đã chuẩn bị. Xong. Nè, khoan. Từ nay tôi cấm anh không được dùng chiếc nón này nữa. Dạ thưa giáo sư, tôi muốn lấy lại tinh thần cho các làng em. Khoan. Vào tới Sài Gòn rồi mà cứ ru rú ở một chỗ như thế này, buồn quá anh Quang ạ. Biết muốn đi vào khổ hả? Cho em đi rồi, thật không anh? Cho em đi ra chợ mua một ít hoa quả tươi về ăn cho đỡ sốt ruột. Thủ trưởng thông minh lắm. Có đi là ngoài phố, về kể bọn tao nghe nhé. Dạ, được ạ. 500 ạ? Tính ra tiền mình bao nhiêu anh nhỉ? Ôi cha, ra chợ mà hỏi. Nhưng chợ coi lá cà lâu nghe, đi 2 tiếng thôi hỉ? Anh cứ yên tâm. Rồi là tao đã linh đồng nhiều lắm rồi đó. Chú không chú? À, lại đấy. Chú mua thuốc cho cháu đi chú. Chú, Mỹ nè, Pháp nè, ăn lê nè, không mắc đâu, mua đi chú. Cháu có thuốc Lào không? Chú xài thuốc Lào hả? Ờ. À, có liền. Chú muốn mua bao nhiêu? Thôi không cần. Khi mau có cháu mang tới cũng được. Cháu tên chi? Dạ, cháu tên Biền. Biền hả? Dạ. Biền mấy tuổi? Dạ, cháu 12 tuổi. Tuổi con mèo mà chứ. Được à. Cháu Biên đi bán hàng lâu chưa? Dạ, cũng lâu rồi. Từ đầu năm ngoái làm chú. Ừ à. Mà cháu quen bán hàng cho những người trong nhà đi phải không? Dạ quen. Thế bữa nay họ đi mua cả rồi? Họ chạy hết ra nước ngoài rồi chú. Được. Họ làm ăn với nước ngoài mà. À. Họ mang ăn công chuyện chi vậy? Dạ, cháu đâu có biết. Cháu con nít mà. Ờ. À. À, có ông Gác Giang, ổng rành lắm. Ông Gác Giang mô? Ổng hả? Đó, ổng kìa. À, chú đừng biểu cháu mắt nha. À. Ổng tránh mặt, ổng cấm nói. Đó, ổng đó. Ổng đang ngồi ngậm ống khuyết đó. Thôi, cháu đi mua thuốc Lào cho chú nha. Ờ, à, cháu đi hỉ. Dạ, dạ. Mấy thứ này mà họ vứt ở trong bếp anh Quang à. Uổng quá. Trời ơi, thứ này xài còn ngon lành quá mà. Bà không sợ bị người ta lôi đi bắn bò à? Sợ chứ. Mà cũng không có gì đáng sợ. Răng rửa. Có gì đâu. Đi di tản tôi cũng đủ tầm cỡ. Còn về quê có gia tài sự sản gì đâu. Ở đâu cũng chết. Thà cứ ngồi lì đại ở đây chưa chắc đã chết. Sống chết thì cũng vậy thôi. Bác Sáu khi nào vẫn có tính nói tàn tàn vậy đó anh Quang à. Bởi vậy bên quốc gia cũng không cộng, mà bên Việt Cộng cũng chưa tin. Phải không chú ba? Đâu phải. Bác cháu ta hiểu nhau quá mà. Tôi ưng tịnh bác Sáu. Nghĩ răng nói rửa. Bây trừ đấy, cách mạng vô rồi, bác tịnh quái ra rắn. Tính gì đâu anh. Ông chủ đã trả lương hết tháng 5 thì ngồi ngoài gác cho hết tháng 5. Tới đâu hay đó, tính gì. Bác có biết ông chuột trừ ở mố không? Ông làm gì, ở đâu, làm sao tôi biết được. Nếu sau này cách mạng trả lương, bác có tiếp tục gạt giang không? Cái đó còn tùy ở cách mạng. Không, tùy ở bác chứ. Sao lại tùy ở tôi? Rồi bác sẽ hiểu. Tôi chỉ yêu cầu bác một điều như thôi. Bác hãy coi như chưa có cuộc gặp mặt bữa nay với tôi. Chúng ta chưa quen biết nhau, được không? Được. Bác cần nói chi với tôi, bác cứ nhắn qua chú ba đây. Nhưng đừng để cho ai biết, có được không? Cũng được. Nhưng mà tôi có biết gì đâu nhắn. Thôi được. Tôi biết bác chưa tin chúng tôi, nhưng không can chi. Bác nên nghĩ kỹ đi. Sao cô biết tên tôi? Dạ, đêm qua có thần báo mộng mà. Cô đi đâu thế? Dạ, em đi tìm anh. Em nói thiệt mà, để xin hoàn lại mảnh chân dù này. Dạ, em xin cảm ơn anh. Có gì đâu cô. Dạ, em biết làm gì để đền đáp lòng tốt của anh. Giờ anh định đi đâu? À, tôi đi loanh quanh, muốn xem chỗ nào bán hoa quả. Dạ, chợ bán hoa quả cũng không xa lắm đâu anh. Hay để em đưa anh đi thăm Sài Gòn. Nếu cô có thì giờ. Dạ, đây là chùa Vĩnh Nghiêm anh ạ. Chùa này Phật tử quê miền Bắc đang tới cúng lễ lắm phải không? Vậy là anh cũng rành lắm đó. Em nhớ hồi mẹ em ốm gần chết, chỉ còn một chiếc nhẫn cuối cùng, vậy mà cũng đem cúng chùa nốt anh ạ. Năm ấy em thi trượt đại học, rồi đời em cứ xuống dốc mãi. Dạ thưa anh, cúng bái cũng hết lòng, mà bất hạnh vẫn hoàn bất hạnh. Ông cụ bà cụ giờ ở đâu? Dạ em còn ai đâu, không một người thân thích, không một nơi trú chân. Cô có muốn về quê không? Quê nào anh? Ngày xưa, khi em chưa sinh ra, thầy mẹ em mua một căn nhà buôn bán đâu gần chợ Đồng Xuân ấy. Giờ còn gì nữa đâu mà về. Hoàn cảnh mình cô. Dạ, có cả chục ngàn người đó anh. Khó thật. Cuộc đời nhiều chuyện khó thật. Bác cháu thầy nha. cô ở trong phòng đó với ai? Anh đã vào phòng em, anh không đoán được sao? Em ở với chú em mà. Dạ chú em đâu nào? Đi chữa bệnh ở Đà Lạt, chắc là còn kẹt ở trên đó. Trước kia gia đình buôn bán, về đây ông bị tim. Chợ hoa quả đi rồi, anh định mua gì ạ? Lần sau cần mua gì nhớ ra đây. Nghèo thì nghèo thiệt, chứ bộ tôi không để vốn cho các chú được ít trái cây sao? Cảm ơn cô, cháu không dám ạ. Cháu xin ạ. Đó anh coi, bà con cô bác Sài Gòn bấy lâu nay vẫn mong chờ bộ đội các anh vô. Căm thù đế quốc Sài Lan, các anh vô ai cũng quý mến như vậy đó. Thiệt đó, nhưng chú phải chừng, cũng còn nhiều đứa ba trợn, tụi nó xảo quá trời. Trái cây á thì cũng vậy thôi, nhìn bề ngoài khó biết trái chua, bị mắc lừa tội nghiệp đó nghe. Thôi tôi đi cà phụn đây. Thứ bản số EF này là đời chót, chạy ngon lành lắm mà. Dạ chào quý anh. Dạ. Loại này chạy hết mấy lít xăng 100 cây số vậy hả anh? Dạ không bao nhiêu. Ăn viên chạy lít rưỡi, còn đường trường thì không tới. Quý anh chắc cũng rành thứ này lắm hả? Dạ thử một tour đi sao? Đó, mời anh. Dạ. Anh đi đi. Máy em chạy tốt đó, được lắm. Cảm ơn anh. Quý anh mà mua thứ này xài thì hết sảy. Tôi hỏi cho biết vậy thôi, chứ làm gì có tiền mà mua. Tôi biết quý anh không có tiền ông Thiệu, nhưng nếu quý anh thích, ta có thể đổi chác với nhau tí chút. Đổi chác thế nào chứ? Trời, đơn giản quá mà. Giả dụ như anh thích xài đồng hồ Nhật Bản thứ thường đây thì quá dễ. Vài trái rượu ngoại là sống liền. Nhưng bộ đội làm gì có rượu mà đổi. Có đó, tôi biết. Nè trong ba nó có nhiều rượu quý lắm mà. Hennessy, Martin, Napoleon, Johnny Walker, đủ loại. Anh để tôi ghi cho quý anh mấy chữ cho khỏi quên nhé. Còn trên lầu có nhiều đồ được tiền lắm. Nhiều thì nhiều nhưng tôi làm gì được. Quý anh muốn xài xe Honda thì chiếc lọ cổ là xong thôi. Bình cao độ 35, 40 phân, men xanh như ngọc. Lật đáy lên có hai dòng chỉ xanh đường kính độ 5 phân. Có mấy chỉ tàu viết hàng dọc như thế này, chứ không phải viết hàng ngang như chữ quốc ngữ ta đâu. Là được. Chú ơi chú, bà khách sạn ở hình của hồ là xài được. Chú có, cháu bán thuốc cho. Vậy hả? Biết nè, Cúc này. Tao với chú ấy đang bàn câu chuyện tóc bách cái gì. Dạ đây anh cầm đây. Dạ. Đi vô nhà ngay. khi đang trực tự động bỏ nhiệm vụ, bỏ vũ khí ra đường, rửa là vô kỷ luật đó, biết không? Báo cáo anh, lỗi tại tôi. Còn mi nữa, tôi cần cái chi? Tao cảnh cáo bọn mi lần thứ nhất, lần sau còn rửa tao báo cáo lên đại đội, xem bọn mi còn cười được nữa không. Cánh gác mà rửa còn ngay mất mạng. Bố quan dạo này giả chứng hắc xì dầu gớm, nguyên tắc cứng đờ. Tổ trưởng mà. Bọn mi nói chi rửa? Bọn mi tưởng giải phóng miền Nam rồi là trong ấm ngoài yên à? Chưa mô, trong còn chưa ấm mà ngoài cũng chưa yên. Chưa buông tay súng được mô. Cô ghi vào. Chắc anh rành về đồ cổ lắm hả? Dạ, tôi chỉ biết sơ sơ thôi anh ạ. Có một cô gái cắn cược ở nơi khác, nhận là ở đây, cứ đòi đem tài sản ra. Tôi cũng ái ngại, nhưng không dám giải quyết. Trong những ngày tùy nghi di tản, có một số tên Ba Tàu lợi hại, nhưng lúc lộn xộn chuyển chỗ ở lung tung để đánh lạc hướng chúng ta. Các đồng chí cẩn thận như vậy là phải đó. Nhưng bên công an các đồng chí cần kết luận sớm đi. Các đồng chí thông cảm, có hàng trăm cơ sở như thế này. Chúng tôi sẽ kết luận lần, không thể vội được. Báo cáo. Tuy căn cước không ở đây thật, nhưng qua điều tra, mình biết đích thực tài sản của người ta ở đây, thì mình tính sao ạ? Đó, cái khó là phân biệt được người tốt kẻ xấu, không cho kẻ địch lọt lưới. Còn tài sản của dân thường thì phải trả lại ngay cho người ta. Dạ. Các đồng chí cần chủ động giúp chúng tôi. Dạ. Cho một gói tạm nha. Thứ này để nhậu, đừng bán nha. Ha? Chào bác sau. Cho ngọ một ly bạc tẩy xỉu pha. Bác sau có chuyện chi mà có bộ không vui vậy? Chú là ai sao biết tôi vậy? Biết chậm. Sao bác không vô chỗ ngồi mà ngồi ngoài đây hoài vậy? Cách mạng vô mà gác, tôi vô trong chuyện. Họ có 3 người, bác sao không vô phụ sức với họ? Làm sao tôi biết họ có 3 người? Trông họ dễ thương bác ha, chứ không giống như mấy ông tầm ly chiến tuyên truyền lâu. Cái đó phải để coi lại. Mời ông già hút thuốc. Cảm ơn, thứ đó tôi không biết. Ngộ có chuyện lại, muốn nhờ bác giúp một tay. Chuyện gì? Thầy, còn chuyện làm ăn thôi mà. Tôi biết gì làm với anh. Bác sao? Bác không giúp tôi thiệt sao? Không giúp được con sao? Chuyện mần ăn bác không chịu, coi như không biết hả? Nghe lâu bỏ lo hả? này. Chú khỏi phải dạy tôi điều đó. Đó là đơn giản nữa không? Tôi nói đơn giản bao giờ? Rằng mình cứ đòi trả vali cho hàng hoài vậy. Nhưng tôi điều tra rồi. Thế ở hàng ra rằng một cô gái hư hỏng đáng thương. Mỹ thương ở hàng rồi đó. Thế thương không hỏi Mỹ, Mỹ dám cưới ở hàng làm vợ không? Thì đã sao? Chỉ sợ vợ mình sinh ra hư hỏng, chứ không sợ lấy người hư hỏng về làm vợ. Khá lắm. Nè, tao sẽ đề nghị với cấp trên trả vali cho Hằng để làm của hồi môn về với mình. Dám không? Quê hương nổi lửa lên em, nổi lửa lên em. Ánh trăng sang ngời đưa ta vào trần đanh núi rừng xanh, dồn dập bước quân hành. Lửa cháy lên rồi. Hà ơi, cho tao miếng nước Hà. Nói đi. Này, nghỉ tay uống nước đã. Thế này à? Chê hả? Đây này, ông tướng. Có thế chứ. Toàn của Tùng Tốt, tao bảo đảm hồ hai tạ vẫn ngồi lên đạp được. Xe của ông già tao cũng không loại này. Chạy 20 năm rồi mà vẫn còn khỏe như mới. Thôi, đạp Khánh Thành một tour thử coi. Xe của anh Quang để anh Khánh Thành. Tao sợ là anh không nhận. Anh Quang ơi! Anh Quang! Để tăng cường đoàn kết, tổ ta chơi họ. Mỗi kỳ mua một xe. Kỳ này là của anh đấy. Của tao hả? Ừ. Khi nào anh về phép, mang về cho cháu đi học. Còn kỳ sau á, tôi lắp cho thằng Hà. Còn tôi về tới Cà Mau lúc nào, lúc đó có xe liền hả? Thôi, mời anh nhận xe đi thử coi. Biết khi mô mới về phép, cứ để cả tội dung chung. Hả hồi phấn giải. Thôi, mời anh nhận xe cho. Đi đi. Thì anh cứ đi đi xem sao. Đi đi. Đi hỉ. Chạy bằng. Tới luôn. Tới luôn đi. Nào, nào, nào. Đánh lên. Đánh lên, đánh lên. Đánh lên. Đánh lên, đánh lên. Thế này mà con anh đi thì hết ý nha. Đánh lên, đánh lên. Đánh lên. Đi. Đánh lên. Cứ đi, đánh lên. Cứ đánh lên đi. Ông biết là siết chặt lắm, đừng có sợ vậy đó nha. Chạy lên, cứ đi không sao hết, cứ đi đi. Đi đi. Xe này lắp đó. Tao là thợ mà, nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Cảm ơn cô Hằng nhé. Tôi phải về. Anh cho phép em tiễn anh một đoạn đường nữa. Có phiền gì không anh? Không. Nhưng tôi thấy buồn cô Hằng ạ. Sao vậy anh? Hay nếu anh cho phép, em xin tạo điều kiện để cho anh vui. Nào, anh cần gì? Nói đi. Em sẽ dám hết sức mình. Không biết tôi có nên nói hay không? Anh cứ nói, đừng ngại. Chúng em có nhiệm vụ đền đáp lại công ơn của các anh mà. Có lẽ để khi khác thôi. Trời sắp mưa rồi. Tôi xin phép cô nhé. Em có tội với các anh. Nếu để anh ra về lúc này, mà tội đó đâu phải tại em. Anh không tin em. Thôi, ta vào kia tạm trú mưa đi. Anh Hạ, anh nói đi. Em nghe anh nói đây. Tôi chỉ buồn. Cô không tin tôi nên cô đã dối tôi. Anh bảo sao kia? Một căn phòng như vậy đâu phải là phòng của hai chú cháu sống chung. Vâng, đúng là em đã dối anh. Em sợ anh khinh em. Em chỉ biết hắn họ Lý, còn lai lịch của hắn ra sao em đâu có biết. Em sống với hắn được 10 ngày. Hắn hứa với em đủ điều. Em tin hắn. Nhưng bây giờ em lại bơ vơ một mình, không nơi nương tựa. Đừng khóc nữa cô Hằng. Xin lỗi cô. Đáng lẽ tôi không nên nói những điều vừa rồi. Em định rồi đây sẽ nói cho anh hay. Tương lai cô tính sao? Tính sao được hả anh? Anh xem, có 2 chiếc vali đều kẹt ở chỗ các anh. Bây giờ em biết làm gì để sống nếu không quay lại nghề cũ. Cô có nhờ tôi giúp điều gì không? Không. Em chỉ muốn gặp anh, kể chuyện vậy thôi. Còn vali của cô? Đời chẳng còn tiếc. Tiếc gì 2 vali hả anh? Đây là nhà bà chủ em. Khi nào rảnh mời anh lại chơi. Tới nơi hỏi hàng tú tài ai cũng biết. Người ta chỉ cho. Tôi hiểu ý của cô rồi. Cô gặp tôi hôm nay là muốn nhờ tôi xin hộ 2 vali rồi đem đến địa chỉ này, đúng không cô? Tại sao cô không nói thẳng ra như vậy? Cô mất công nhiều quá. Dù sao những giọt nước mắt cũng làm cho tôi xúc động. Tôi xúc động thật sự. Nếu cô chân thật, tôi còn quý cô hơn. Tôi nhận tấm danh thiếp này, nhưng cô đừng hy vọng gì vào tôi cả. Tôi không hứa hẹn gì đâu. một cái ánh sáng nào trong con người đó đã soi thấu những ý nghĩa mờ tối trong tâm hồn con. Đời con quen sống bằng gian dối, sao bây giờ con sợ hãi sự gian dối, sợ hãi cả cuộc đời đến như vậy. Con lại Đức Phật, lại từ đại bi, xin người xá tội cho con, xin người giải thoát cho con. Tụi bay, có khách đến tìm nó với nhà kìa. Con Hằng hên thiệt, đang có khách mà đã có khách đến tìm. Đúng là mảnh bằng tú tài của nó là bùa thiệt đó. Có sơm không vậy mày? Tụi bay biết ai tìm nó không? Một chú lính giải phóng đang chờ nó đó. Cho tao ly đi mày. Sao bảo VC nghiêm cấm? Họ cũng là người mà. Coi chừng thằng chả đến mất đi cải tạo đó. Có đeo súng không mày? Không, coi bộ thư sinh lắm. Chắc là lính văn phòng. À không, lính kiển. Tú tài gì mà ngu quá xá. Dẫn bộ đội với cán bộ về đây, bà chủ đuổi nó liền. Chứ sao, họ đến đây dọ thám đó mày. Họ đâu có đi chơi. Thằng chả tới đây mang theo cả gia tài. Thôi chắc chả với con Hằng định trốn rồi đó. Ê, nói xuống đường xem có ai đứng canh gác gì ngoài cửa không. Mấy cha quân cảnh có đó cả ngày mà. Không cùng cánh thì họ cũng giám sát nhau, bảo vệ nhau. Số 3 và tòa 106 tiếp khách. Nhớ bảo con Hằng có khách chờ nha. Nè, cho ly nước coi. Cứ muốn chừng nào anh trở lại. Em muốn anh đừng đi. Xong mới xong lại. Anh sẽ kiếm chỗ ở tự tế. Lón em về sống với anh. Con Dung nó có bồ rồi. Sao? Để chị Dung xé xác rồi ra. Thôi đi đi. Wow, thằng Tú Tài có khách chờ nha. Em đoán thế nào anh cũng đến mà. Em vào chợ mua ít trái cây. Tự nhiên Em thấy mê mắt quá. Em vội bỏ chạy về. Anh chị em đã lâu chưa? Trời ơi, sao hai tay cô lại giá lạnh như băng, mà môi cô cũng lạnh. Cô có làm sao không? Tôi được lệnh cấp trên đem trả lại cho cô tài sản. Như vậy là anh đã lôi em từ vũng bùn lên rồi đó. Nhưng chỉ có chiếc vali này thôi. Thế là Cát Bụi lại trở về với Cát Bụi. Còn chiếc vali kia chúng tôi chưa xét. Cô hiểu cho. Chúng tôi mới vào đây được vài ba ngày, không thể vội vàng được. Hơn nữa chiếc vali đó khóa, không lẽ phá ra. Ngồi xuống đây chơi đi anh. Ngồi đi anh. Cảm ơn cô. Mời anh ạ. Dạ, cái vali đó các anh định tính sao ạ? Rất thế nào ạ? Có gì đâu. Nếu trong vali đó không có gì phi pháp, mà đúng là người ta trả công cho cô thật. Dạ. Thì chúng tôi sẵn sàng trả lại cho cô thôi. Dạ dạ. Anh đã giúp em thì giúp cho chót. Anh cố gắng xin với thượng cấp cho em. Công ơn ấy em xin ghi tạc suốt đời ạ. Mà anh xin nước ạ. Vâng. Chúng tôi đã thống kê các thứ trong vali. Cô kiểm lại, nếu đủ xin ký vào đây. Dạ. Sao cô không kiểm rồi hãy ký? Thôi khỏi cần, đáng gì đâu anh. Vậy mà chúng tôi đã đếm kỹ từng đồng, kiểm lại từng cái kim sợi chỉ. Tôi tưởng đem đến cho cô một niềm vui, nào ngờ. Vâng, đúng là em đã thất vọng. Đáng lẽ ra em phải giấu bộ mặt thất vọng, phải làm bộ tươi vui. Xưa nay em quen sống như thế rồi. Bây giờ em muốn sống thật với mình. Anh biết không, em sợ anh. Anh chân thật quá. Cảm ơn cô. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu. Tài sản trong vali này ước chừng một người làm ăn lương thiện cũng dăm 7 năm chưa chắc đã giành giụm được. Tại sao cô lại hờ hững như vậy? Anh thật thà quá. Anh tưởng mấy thứ này là vàng thiệt, là hạt xoàn thứ thiệt đây hay sao? Còn số tiền này có tới gần nửa triệu đồng tiền Sài Gòn. Chẳng lẽ cũng là tiền giả sao? Như vậy là chiếc vali kia còn giá trị hơn nhiều. Cô làm đơn kê khai trong đó có những gì, lý do xin nhận. Tôi sẵn sàng giúp cô. Càng nghe anh nói, em càng thấy ân hận. Các Anh là người thắng cuộc mà chẳng có gì. Còn em đã được voi lại đòi tiên. Thôi thì tùy lượng các anh. Các anh thương em đến đâu thì em được nhờ đến đấy. Còn em, rồi anh sẽ thấy, em sẽ xin làm một nghề lương thiện. Nếu vậy, tôi sẽ tìm mọi cách để giúp cô. Nếu... Không nếu nữa đâu anh ạ. Anh đã đến đây, thế nào bà chủ cũng đuổi em. Bà ấy sẽ đóng cửa hàng vì sợ bị bắt. Em sẽ đi tìm chỗ ở mới. Em sẽ đi tìm anh. Anh nhớ giữ lời hứa với em, nghe anh. Anh làm một việc cứu tinh của đời em. Ơn này, em biết bao giờ mới trả được. Anh ở đằng nhà con Hằng tới đây phải không? Lầu co. Đừng có xạo. Thằng VC hốt được hồn con Hằng. Bây giờ con Hằng hốt lại hồn anh. Vì hồn của anh rẻ quá mà. Em lại nghi quan anh rồi. Anh tới kiểm soát lo đó. Giáo sư đã quyết định xong rồi mà. Quyết định sao? Và lì chà ly lâu chí là vàng bạc. Trong đó là vận mạng của các chiến hữu chợ lớn. Con Hằng mà biết liền thì lộ hết. Cho nên phải... Giáo sư quyết định tiến hành. Vậy là làm theo ý của em nói. Ừ. Giáo sư đích thân chỉ huy. Nếu để chậm bọn chúng sẽ lệ phòng. Đến ông trời cũng không lấy da liệt lâu. Lấy xong anh với em sẽ ra nước ngoài làm đám cưới sống với nhau. Bằng không tụi lại cấm không được đến với nhau nữa. Bữa nay chị đi đâu vậy? Bỏ tiệm. Đi làm nghề này thì lấy tiền đâu mà xài. Tiền tặng vậy chứ sao chị? Hằng tú tài mà chịu vậy à? Thế mà định bỏ vali của cha Lý trong đó hả? Không biết. Giờ họ xét xem sao. Họ trả thì mình được nhờ. Bằng không thì coi như phục vụ không công cho cha Lý vậy. Tôi bỏ rồi. Khá quá ta. Nhưng nếu ta lấy được vali của cha Lý trong đó, tính sao? Nè. Nếu được, dì cho tôi xin một nửa số tiền trong đó. Vì công của tôi phục vụ gia lý mà. Bà đó, xin ăn 50 thôi. Cô Hằng, anh ngạc nhiên lắm hả? Được anh mua bà Hằng là hên cho em lắm đó. Nhờ anh, em biết được như thế này. Có gì đâu. Sao cô bán rẻ vậy? Dạ, lần đầu thì em lấy tiền, còn lần sau thì anh thích bản nào cứ đeo vào mà xài. Người cô, dạ, cảm ơn cô. Dạ. Hằng, tối nay tới quán cà phê, bữa trước gặp tao nghe. Trưởng lên công an quận chưa về. Tao cho mày 50.000. Cầm đi, lẹ lên. Tôi không dám làm đâu. Cầm lấy. Em có hai cuốn băng mới, anh nghe thử hộ. Tại về bán, người ta mua mất. Cảm ơn cô nhé. Dạ. Đám gì kia nhỉ? Dạ, anh chờ coi khắc biết ạ. Vinh ơi, ra xem cái này, lạ lắm. Đây. ngựa lại. Đồng chí hạ cảnh giới, đồng chí Minh theo tôi. Rõ. Đồng chí kiểm tra gì nha, tôi lên lầu. Cháu trai bắt quả tang một con cái. Ủa tôi vợ, đâu phải là vợ hả? Hãy dừng lại. Anh không có quyền đánh phụ nữ như vậy. Bà con nghĩ còn tên gì cộng lại. À, ông giải phóng lại quyến rũ vợ tôi phải đưa vào trình giết thượng cấp của hắn. Không được, không được vào. Ha!